Chào mọi người, mình là Trung, bên kênh máy khoan viên cũ nha mọi người. Hôm nay tiếp tục quay máy cao cho mọi người lựa. Đây, đầu tiên con này Suzumi nha mọi người. Suzumi, con này sản xuất ở Hàn Quốc, xuất Nhật nha mọi người. Đây, ngoại hình của nó này, rãnh trượt cước nha. Còn cái tay quay này gập được nha mọi người, tay quay này gập được, đảo chiều trái phải được nhé. Con này size con này khoảng cỡ 1.000 nha mọi người, size khoảng cỡ 1.000 đấy, size thật tầm 1.000. Ok, ratio 5.4 đấy. Còn cước này 1.5 là 160 mét. Số 2 là 130 mấy, số 3 là 80 mấy. Con này chắc size khoảng cỡ 900. 900 thôi mọi người. À, cước như thế khoảng cỡ 900. Đấy. Đấy, chất liệu graphic nha mọi người. Số 1 170.000 nha mọi người. Số 1 170.000. Số 2 đây, da băng. Nhớ thường thường con này là của Ryobi, giờ không thấy. Số 2 máy da băng này nha. Đấy, đời cổ. Con này thì dùng tay phải, không đảo tay được. Đấy. Size con này thì tầm 900.000. Size thật. Đấy, radio này. Radio của nó 3.2 nha mọi người, 3.2. Hết thông tin, con này như thế là hết thông tin rồi. Đấy. Ngoài bằng kim loại này, cấu này bằng nhựa nha mọi người, cấu bằng nhựa. Tay quay bằng nhựa. Ok. Này số 2. Không đổi tay được nha mọi người, không đổi tay, không gặp tay được. Số 2. Số 2 130.000. Số 2 130.000. Số 3. Số 3 là con này là của thằng Star Seal nha mọi người, Star Seal. Đấy. F30B này. Đấy. F30B. Con này nó hơi bị bạc rồi. Đấy. Con này size của nó khoảng cỡ 8900 nha mọi người, 8900. Đấy. Size thật. Rồi xíu hóa một tí. Đây, còn này nó mờ hết thông số rồi mọi người ơi. Nhìn coi thử có tái không. Không nhìn nổi. Ratio của nó là 4.3. Ratio 4.3. Thông số cước, cước số không gì nổi á, chỉ thấy là vô 4.3 thôi. Korea nha mọi người, Korea. Đấy, chất liệu là graphic. Tay thì đổi trái phải được, tay đổi trái phải được và gặp được nha mọi người. Con này là số 1. Số 3. Số 3 130.000 nha mọi người. Số 3 130.000.
Tiếp theo số 4. Số 4 là con này. Con này Korea nha mọi người. Korea. Khóa một chiều này. Đấy. Mở này. Đấy. Đây, trường cước này. Này tay có thể gặp được nha mọi người. Tay có thể gặp được và đổi tay trái phải được. Đổi tay trái phải được. Con này size tầm cỡ 2.000 đó. Size tầm 2.000 nha mọi người. Đấy. Size 2.000 này. Nó lấy cá khoảng mấy cá khoảng cỡ mấy hàng 10 cá khoảng 5 kg nha mọi người, khoảng 5 kg. Không số cước này, cước số 3 vào 140 mấy, số 4 vào 120 mấy và số 5 vào bao nhiêu để cho em có tay nữa rồi. Kệ nó đi. Như thế được rồi. Đấy. Chất liệu là graphic nha mọi người. Là con số số 4. Số 4 190.000 nha mọi người. Tiếp theo số 5. Đây. Một con hiệu chưa đây. Gunwale. Con này China, China xuất Nhật nha mọi người. China xuất Nhật. Đấy. Đấy. Khóa một chiều này, mở này. Ok. Đấy. Đấy, trượt cước. Này là thông số cước này, cước 0,23 ly. À, và 260 mấy, để coi có số không. Đây, cước số 1 vào 260 mấy, cước số 2 vào 175 mấy, cước số 3 vào 160 mấy, cước số 4 vào 130 mấy nhé. Radio 4.3 này. Đấy, chất liệu là graphic. Tay thì gặp được và đổi tay trái phải được nha mọi người. Tay gặp được và đổi tay trái phải được. Size con này khoảng 2.000. Sai 2.000, 2.500 á. 2.000, 2.500 nha mọi người. Số 5. Số 5, 140. Số 6. Đây. Này dùng một bi này. Khóa một chiều. Tay này gặp được mọi người. Tay này gặp được và đảo chiều trái phải được. Đấy, đảo trái phải được. Này. Bi trượt cước này. Cái này là chất liệu là graphic nhá, nhựa. Đây. Số cước rồi ta. Cước số 8. Như vậy. Đây. Cước 0,25 ly là vào được 190 mét này. 0,3 ly là vào 130 mét này. 0,32 ly vào 115 mét này. Radio của nó là 5 chấm này. Đấy. Size của con này tầm 1.000 đến 1.500 nha mọi người, 1.000, 1.500 vậy đó.
là số 6. Số 6 160. Tiếp theo số 7. Đấy, số 7 là một con Ryobi. Con này sản xuất ở Đài Loan nha mọi người, Ryobi sản xuất ở Đài Loan, AC2000. Con này thì nấu đồng khối đá rồi. Này, bằng kim loại này. Thì cái cấu này bằng nhựa cho mọi người, cấu này bằng nhựa. Nó bị mắc trước rồi. Này, khóa một chiều này. Mở này. Ok. Này, côn này không nghe tạch, không nghe tạch nha mọi người. Đấy. Cao được cá khoảng 10 kg. Con này size khoảng 1,5-2,000 nha mọi người. Size 1,5-2,000. Đấy. Cước vào này. Cước 0.5 ly vào 180 mấy, 0.3 ly vào 0.25 ly chứ, vào 180 mấy, 0.3 ly vào 110 mấy, 0.35 vào 80 mấy nha mọi người. Số này. Cước số 2 vào 290 mấy, số 3 vào 200 mấy và số 4 vào 130 mấy. Ok. Tay này thì không đổi tay được mọi người, không đổi tay. Không đổi tay nhưng có thể gặp tay được. Okay. Có thể nới ra gặp tay được nhé, nới ra và gặp tay được. Đấy. Ok. Số 7. Số 7. Này, 160. Số 8 là con máy Diamond. Diamond. Con này da băng nha mọi người. Diamond. Da băng này. Máy Diamond, da băng nhé. Con này size tầm 1,5 nha mọi người. Sai tầm 1,5-2,000. Tay nó hơi bị nặng một tí, chắc do mở rồi nó hơi bị đóng cục rồi. Đấy. Này thì đổi tay được nha mọi người, đổi tay được. Đổi tay trái phải được. Đổi tay trái phải được và cái này cũng gặp được nha, gặp được. Bị trượt này. Cước số 2 vào 200 mấy, cước số 3 vào 130 mấy, cước số 4 vào 100 mấy cho mọi người. Ratio 5.2. Đấy. Này bằng kim loại này. Kim loại này. Kim loại luôn nha mọi người. Này con số 8. Số 8, 190. 8, 190 nha mọi người. Số 9 là con máy này. Này, con này cũng China. China xuất Nhật nha mọi người. Khóa một chiều này, mở này. Đấy. Bị trượt. Rồi trượt cước vào. Thu cước. Tay này có thể đảo trái phải và gặp được rồi. Đảo trái phải và gặp được. Chất liệu của con này là graphic. Đấy. Như vậy. Cước số 1 vào được 200 mấy, cước số 2 vào 175 mấy, cước số 3 vào 160 mấy và cước số 4 vào 130 mấy. Radio là 4.3. Đấy. Này
số 9. Số 9. 140.000 nha mọi người. Số 9 140.000. Số 10. Số 10 này. Con máy này size tầm 1.5-2.000. Máy này size tầm 1.5-2.000 nha mọi người. Đây, chất liệu là graphic này. Con này không đổi tay trái phải được nhé, không đổi tay được. Chỉ dùng tay phải thôi. Đấy. Vì được cước này. Radio 3.4, cước 0.25 ly là vào 170 mét, 0.3 120 mét và 0.35 vào 100 mét nhé. Đấy. Size tầm 1.5-2.000 nha mọi người. Đây, con này con số số 10. Số 10 130.000. Số 11. Đây. Số 11 là con này, hiệu này luôn. Đây. Korea nha mọi người, Korea. Đấy, khóa một chiều này. Ok. Tay này gập được nha mọi người, gập được và đảo chiều trái phải được, gập được và đảo chiều trái phải được. Con này size tầm 1.5-2.000 nhé. Size con này tầm 1.5-2.000. Đây, chất liệu là graphic như vậy. Đây, cước số 2 vào 150 mét, cước số 3 vào 100 mét và cước số 4 vào 80 mét nha mọi người. Radio 3.8. Số 11. Số 11. 11 140.000. Số 12. Hai đây mọi người. Con này là size 1.000 nha mọi người. Size 1.000. Này, chất liệu cũng graphic. Đấy. Radio 4.2 vào cước số 2 190 mấy, cước số 3 là 130 mấy, cước số 4 là 100 mấy. Đấy. Con này size 1.000 đến 1.5 luôn ạ. Đây, khóa một chiều. Mở. Đang hơi bị bó bó nhé. Đây. Cái này thì mới bị rỉ rồi. Mọi người về đánh rồi. Đấy, đánh thì chạy với nhám rồi nhé. Cái cấu nó bị cứng rồi mọi người. Cấu bị cứng rồi. Cấu trong này nó bị rỉ rít cứng này, mọi người về tháo rồi nhé. Tháo rồi gỡ vệ sinh đi. Đấy. Tháo gỡ vệ sinh. Này, con số này chất liệu graphic nha mọi người. Này số 12. Nè, con này bán 101 nha mọi người, 12 101. Số 13 con này. Đấy, con này size 1.000 nha mọi người, size tầm 1.000. Chất liệu là graphic. Đấy.
tay thì đảo chiều gập được, đảo chiều trái phải gập được. Đấy. Côn này. Không thấy ghi ratio. Nên đo thử ratio thử. 1 2 3 4 4.1 4.2 gì đó, ratio 4.1 4.2 gì đó nha mọi người. Đi vào cước ra cước nha. Con này con số 13. 13 130.000. Korea nha mọi người, Korea. Mười bốn con này. 14. Con này size tầm cỡ 800 nha mọi người, size 800, cỡ 800. Này, Korea luôn. Chất liệu là graphic. Cần thì gặp được nha, cần gặp được và đảo chiều trái phải được, cần qua gặp được đảo chiều trái phải được. Đấy. Này, khóa một chiều này, mở này. Ok. Bi xoay này. Ok luôn. Rồi. Vào cước 1.5 thì vào được cước 1.5 thì vào được 100 mấy. Cước số 2 thì vào 80 mấy, số 3 thì vào 50 mấy nha mọi người. Đấy, lấy cá được khoảng 4 kg. Chất liệu là graphic. Số 14. Tiếp theo số 15 là một con Star Seal. Con này thì của Hàn Quốc rồi. Star Seal của Hàn Quốc. Ratio 4.3 nha mọi người, ratio 4.3. Đấy. Này chất liệu graphic này. Ngoại hình thì cái này cần nó gặp được và đổi tay trái phải được nhé. Gặp được đổi tay trái phải được. Đấy. Thì cái vành trượt cước này, ok. Côn. Lấy được cá khoảng 4 kg nha mọi người. Một cước này, cước 1.5 á, số 1.5 là vào được 200 mấy. Cước số 2 á là 180 mấy, cước số 2 vào 110 mấy, cước số 3 vào 75 mấy nha mọi người. Đây thì 4.3 đây. Con này size tầm cỡ 800. Số 15. Số 15 140. Rồi, cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video của mình. Mọi người mua hàng thì liên hệ cho mình số điện thoại bán hàng đó là 0786 55 55 99. Mình ở Đà Nẵng nha mọi người. Đấy, mọi người mua hàng thì mình sẽ ship code. Đơn hàng từ 200.000 trở lên thì mình sẽ ship. Và mọi người lưu ý là khi nhận được hàng phải mở hàng và kiểm tra coi cẩn thận xem có bị sai sót gì không, hoặc là bị bể vỡ nứt gãy gì không nhé. Báo cho mình ngay lúc đấy, còn mình sẽ không giải quyết những đơn hàng đã nhận hàng rồi với báo nha mọi người.